Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Dạ con xin phép Tam Bảo cho con thọ trì bài kệ trong phẩm thứ 12 của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc thần hoặc rồng cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng từ bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên mất luôn xót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần đó, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác thải mưa gió dữ, nhiều nỗi gian lan khốn khôn lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng. Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người biết đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi. Quan Âm nên biết, gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin phép hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này đến cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả các chúng sanh sớm tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha,